Tại Roma, Quỹ hỗ trợ giáo hội khi cần đã trình bày báo cáo về tự do tôn giáo trên thế giới. Nghiên cứu này phân tích tình hình của 196 quốc gia từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016. Nó kết luận rằng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa chính đối với các Kitô tô hữu và các tôn giáo khác. Theo số liệu, có khoảng 334 triệu Kitô tô hữu bị bắt hại và bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Đức Hồng Y Mauro Piacenza cho biết, tự do tôn giáo đang có chiều hướng giảm sút Ngài còn so sánh con số những người tử đạo thời hiện đại với thời cổ đại ở Roma. Sự bắt hại luôn đe dọa các kỳ tô hữu, sẽ luôn là như thế. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên có thái độ bi quan hoặc không làm gì cả. Trong số 196 quốc gia, có 38 quốc gia có các cộng đoàn kỳ tô hữu đang bị xúc phạm nghiêm trọng. 23 quốc gia trong số đó bị bắt hại kỳ tô hữu nặng nề và 15 quốc gia còn lại có tình trạng phân biệt đối xử. Những nước nguy hiểm nhất đối với các kỳ tô hữu nằm ở Trung Đông và Châu Phi, đó là các nước Ả Rập Saudi, Afghanistan, Iraq, Syria, Nigeria và Somalia. Theo đức hồng y Mauro Piacenza, vấn đề nguy hiểm nhất là thế giới đang lãng quên các cộng đoàn Kitô hữu này. Chúng ta cần mở to đôi mắt của mình đối với cơn mê ngủ đôi khi làm tê liệt thế giới Kitô giáo và thế giới phương Tây. Họ nhắm mắt lại hay nhìn về một hướng khác, thậm chí tệ hơn là không có thời gian để nhìn. Từ năm 2014, một trong số năm quốc gia đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công từ nhà nước hồi giáo. Họ tấn công với mức độ tàn nhẫn tột cùng và sử dụng các mạng xã hội để tuyển dụng và khủng bố người khác. Chủ nghĩa hồi giáo cực đoan này đã lớn mạnh từng ngày và làm tăng con số những người phải đi tị nạn. Năm 2015, có 5,8 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và mất hết tài sản. Theo tổ chức Liên hợp quốc, số người tị nạn trên thế giới hiện nay là 65,3 triệu người. Đây là tình trạng mà vị giám mục ở Syria đã phải trải qua mỗi ngày. Hồi giáo không biết đến điều chúng ta luôn tin tưởng, đó là tự do lương tâm. Hồi giáo biết đến tự do tôn giáo. Họ không quan tâm đến sự hiện diện của các Kitô hữu. Họ chỉ chấp nhận khi các Kitô hữu cống nạp. Các Kitô hữu phải sống dưới chế độ độc tài như Trung Quốc hay Turkmenistan, phải trải qua những tình cảnh khó khăn. Trong vòng 2 năm, tại tỉnh Chit ở Trung Quốc, 2.000 cây thánh giá đã bị gỡ khỏi các nhà thờ, Tình cảnh tồi tệ nhất là ở Bắc Triều Tiên và Eritrea. Tại những nước này, tự do tôn giáo không hề tồn tại và đức tin chịu hình phạt là cái chết. Quỹ hỗ trợ giáo hội khi cần không có bất kỳ số liệu mới nào từ những quốc gia như vậy.